Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về các sai phạm tại SCB, tiếp tục với phần đại diện viện kiểm sát đối đáp lại 8 nhóm vấn đề mà các bị cáo và luật sư đưa ra khi bào chữa. Trước đó, trong phần xét hỏi cũng như bảo chữa, bà Lan và các luật sư nhiều lần đề cập bị cáo đã đưa nhiều tài sản có giá trị vào ngân hàng cho SCB mượn để tái cơ cấu, dẫn đến hiện giờ chính bà là người bị thiệt hại mất hết tài sản. Về kiểm sát bác bỏ, cho rằng đây chỉ là lời khai nại, không đúng sự thật. Tài liệu trong hồ sơ về các chứng từ rút, nộp tiền, báo cáo, tờ trình của SCB về 5 phương án tái cơ cấu, các văn bản phê duyệt của ngân hàng nhà nước có đủ căn cứ xác định bà Lan không cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để lập tài khoản vay mới, trả nợ cho các khoản cũ của chính bị cáo và các công ty liên quan tại các ngân hàng từ trước khi hợp nhất. Theo phương án cơ cấu, bà Lan dùng 5 tài sản gồm tòa nhà Windsor Plaza, các dự án 289 Trần Hưng Đạo, khu 52, Times Square, chợ vải, đưa vào SCB xử lý các khoản nợ phát sinh trước hợp nhất là 48.759 tỷ đồng gốc và lãi. Thực tế, bà Lan không thiệt hại bởi SCB đã cho bị cáo lấy các tài sản bằng cách rút, hoán đổi, mua lại bằng chính tiền giải ngân khoản vay theo phương án, dự án, số tài khoản này với giá trị 55.000 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền SCB giải ngân thông qua phương án tái cơ cấu để trả cho các khoản nợ cũ là 57.000 tỷ đồng. Do đó, các luật sư và bà Trương Mỹ Lan cho rằng bị cáo cho SCB mượn tài sản và bị thiệt hại là không có căn cứ. Theo đại diện viện kiểm sát, rất nhiều tài sản nhóm Vạn Thịnh Phát đưa vào không đủ để đảm bảo nên bị cáo Trương Mỹ Lan đã thông đồng với các bị cáo thuộc nhóm thẩm định giá nâng khống giá trị để hợp thức hồ sơ rút tiền khỏi SCB và các khoản đặc biệt lớn. Phiếu luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người bảo trợ cho ngân hàng, mượn người thân, huy động đối tác từ nước ngoài chuyển tiền về. Mặt khác, bà Trương Mỹ Lan cho rằng cơ quan điều tra không chứng minh được bị cáo dùng tiền rút ra từ SCB để mua bất động sản. Về vấn đề này, viện kiểm sát cho rằng bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội mà nại ra người thân cho mượn sổ tiết kiệm là không đúng. Viện kiểm sát đưa ra nhiều dẫn chứng về việc bà Lan đưa các tài sản không đủ điều kiện đảm bảo cho khoản vay, rút ra, hoán đổi tài sản đảm bảo, là hồ sơ vay khống, trong đó điển hình là việc bà Lan hứa trả công cho ông Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng, nhưng lại yêu cầu ông Dương Tấn Trước mở khoản vay khống để rút tiền từ SCB. Đây là hành vi chiếm đoạt tiền của SCB. Ngoài ra, các bị cáo là lãnh đạo SCB cũng khai rất rõ, bị cáo Lan mua các bất động sản gì, ở đâu. Trong phần luận tội, viện kiểm sát nhấn mạnh cách thức Trương Mỹ Lan không phải cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào để nhằm rút tiền, chiếm đoạt tiền của SCB. Theo luật sư Phan Trung Hoài, tại tòa bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB xác nhận gần như toàn bộ tài sản của Trương Mỹ Lan và gia đình đều nằm ở SCB để bảo đảm cho hàng ngàn khoản vay. Để làm rõ việc đưa tài sản vào là có phương thức thủ đoạn phạm tội hay không, luật sư chỉ ra một số nội dung chứng minh Trương Mỹ Lan được chính phủ vận động để cam kết đưa tài sản vào để tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án và tài sản được hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại tòa. Trong số 13 tài sản gia đình tự nguyện cam kết khắc phục, có tòa nhà Capital Play 29 Liễu Giai Hà Nội. Đại diện 4 ngân hàng nước ngoài không đồng ý chuyển nhượng tòa nhà này do còn dư nợ của hai ngân hàng HSBC và OCBC bằng Singapore. Theo đại diện ngân hàng này, công ty cổ phần Twin Peaks có vay 200 triệu đô la Mỹ, tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Play và quyền sử dụng tòa nhà này. Hiện khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn. Luật sư cho rằng, thời điểm đáo nợ là ngày 30 tháng 4 khi tức toán xong, bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được quyền định đoạt tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, có hai công ty cam kết hoàn trả cho Trương Mỹ Lan hơn 2.700 tỷ đồng, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử Viện Kiểm sát ghi nhận. Luật sư Phan Trung Hoài gửi đến Hội đồng xét xử văn bản ngày 27 tháng 3 của tiến sĩ Justin Chiu là giám đốc điều hành tập đoàn CK Asset Holding Limited đây là tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất hồng kông trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú lý gia thành sáng lập theo thông tin từ gia đình trương mỹ lan với mong muốn khắc phục hậu quả gia đình bị cáo đã liên hệ với quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu châu á với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến scb bị cáo lan mong muốn liên kết nhà đầu tư trên toàn cầu với 13 tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án nếu có, gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau để chuyển nhượng dự án cao nhất thông qua phương thức tối ưu, đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại SCB. Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện cam kết của bà Lan đem tài sản giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay để SCB hoạt động ổn định tự bào chữa bổ sung bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, việc viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm cho rằng bị cáo quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới, điều này thể hiện viện kiểm sát không xem xét toàn diện lời khai của các bị cáo tại tòa, không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử. Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận vai trò ảnh hưởng của mình đối với hội đồng quản trị, bản thân tôi nhận thức trước sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị SCB, tôi bày tỏ sự tôn trọng lời khai, thậm chí xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở SCB Tôi không quanh co chối tội cho họ, chỉ phân định vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân tôi với các khoản vay tại SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng hầu hết tài sản có giá trị của bị cáo, của gia tộc và bạn bè đều đưa vào SCB để làm tài sản đảm bảo. Gia tộc của tôi vừa mất tài sản, vừa trở thành gia tộc gánh nợ, bản thân thì bị vướng vòng lao lý đối diện với bản án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói. Bị cáo Lan thắc mắc Tại sao các bị cáo đều có phương thức thực hiện hành vi tương tự nhưng chỉ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay, còn bị cáo lại bị truy tố tội nhận hối lộ? Theo bị cáo, bản chất của vụ án này là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, nên mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo các quan điểm bào chữa của luật sư về yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch vừa có đơn xin nghỉ phép năm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là người nghi bị đối tượng xấu sử dụng mạng công nghệ cao lừa hơn 170 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai này cho hay, Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, phụ trách khối quy hoạch xây dựng tạm thời thay mặt giải quyết điều hành công việc thay cho bà Hương trong thời gian nghỉ phép theo thẩm quyền. Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Hương xin nghỉ phép năm để có thời gian giải trình. Trước đó, ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với phóng viên, lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nghi bị lừa 170 tỷ đồng. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản, sau đó bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ bà Giang Hương bị lừa đảo, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Đến ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nhận được thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không phải mới nhưng ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Cục A05, trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo, hiện A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng gian thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh bút phê ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho hai công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quạng trái phép. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xong, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã làm trái công vụ. Ông Vịnh cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở ngành tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 ha đất tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai cho công ty Li Lama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Dù biết rõ diện tích này đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch mỏ quạng Apatit. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan vi phạm các quy định của luật khoáng sản năm 2010. Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quạng Apatit trong diện tích rộng 37.700m2, trong đó có hơn 22.674m2 trồng lớn vào diện tích của khai trường 18, với tổng trị giá hơn 312 tỷ đồng. Tương tự, Đối với bị can Doãn Văn Hưởng, trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bị can Hưởng đã có những văn bản bút phê tạo điều kiện cho công ty Lilamba và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép khoáng sản. Theo viện kiểm sát, hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999. Chị TNTN, 44 tuổi, công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất, về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị PTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, ông tê đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay ông sẽ sát hại tôi. Không những thế ông tê đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội. Chị N nói. Mặt ông tê hâm dọa chị N vẫn chủ động chấm dứt qua lại nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024 ông tê lại hâm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị N. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023, ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe. Toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T cố tình giăng bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông T, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT, vợ ông NTT cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị TNTN có quan hệ bất chính, ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị t nói ông bùi phú huy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, Ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN. Dự kiến tuần sau, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân nhưng khi nghe có dư luận đơn vị đã mời bà tntn đến để chấn chỉnh yêu cầu bà tntn không được tiếp xúc với chồng của bà ptt